Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả. Thì ngày hôm nay bên em xin giới thiệu với tất cả anh em một cái cấu hình karaoke phải nói là chuyên nghiệp anh em nhé. Với cái cấu hình chuyên nghiệp ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với tất cả anh em những cái thiết bị cho cái cấu hình chuyên nghiệp này. Cái cấu hình này lưu ý với anh em là cái cấu hình chuyên nghiệp anh em nhé, nó không như giống những cái cấu hình khác, có nghĩa là không sử dụng vang số mà cái cấu hình này thì nó chuyên về phần chất âm, nó chuyên nghiệp anh em nhé, chất âm chuyên nghiệp và thiết bị là chuyên nghiệp. Thì Duy xin giới thiệu với anh em tất cả anh em là ở đây em sử dụng một cặp loa thôi, sử dụng một cặp loa giá bình dân, giá rẻ. Cặp này là 8 triệu, cặp loa V12 anh em nhé, V12. Cặp này thì anh em chơi trong gia đình hoặc anh em chơi ngoài trời thì đều tốt. Với cấu hình này thì nếu anh em chơi ngoài trời thì anh em thêm cho em một chiếc súp nữa anh em nhé, thêm một chiếc súp nữa. Còn nếu anh em chơi trong gia đình thì như thế này là đủ anh em nhé. Nếu chơi trong ngoài trời thì thêm một chiếc súp nữa chỉ với 6 triệu rưỡi thôi. Đấy, là 46 triệu 500. Còn đâu nếu mà trong gia đình thì chơi như này chỉ 40 triệu anh em nhé. Thì với một cặp loa V12 công suất 400. Cặp loa này thì anh em có thể dựng chân cọc được đúng không? Đặt được, đó. Treo ngang được, xách được. Làm monitor được. Treo ngang, treo dọc. Đó, rất là linh hoạt anh em nhé. Với cặp loa này đó, rất là ok luôn. Đây là cặp loa V12, giá chỉ 8 triệu thôi nhưng chất âm như anh em đã nghe, do chính nó phát ra tiếng rất là hay đúng không? Giá chỉ 8 triệu. Và loa tiếp tục, về phần loa thì em xin giới thiệu với anh em là phần loa súp ở đây anh em nhé. Loa súp ở đây thì em xin giới thiệu là con KT18S. Thì với trong gia đình thì anh em chơi với con này thôi, chơi với con KT18 này thôi, một con thôi anh em nhé. Còn nếu mà anh em chơi ngoài trời anh em chơi thêm một con nữa, tức là một cặp luôn đó, thì nó rất là chuyên nghiệp. Một con này với giá 6 triệu rưỡi anh em nhé, 6 triệu rưỡi. Ở đây thì em có sử dụng là một cục đẩy 3 kênh 3120, giá là 7 triệu 2. Thì mỗi một kênh này em đánh cho một chiếc loa đó. Và kênh này thì anh em kênh này có thể đánh được súp kép, và ở đây hiện tại em chỉ đánh với một chiếc súp đơn này thôi. Anh em có thể ghép thêm một chiếc súp nữa thì anh em nói đánh ngoài trời được anh em nhé. 3120 giá 7 triệu 2. Và một con crossover số DX480 anh em nhé, DX480. Đó. Thì với cái nếu mà anh em chơi ngoài trời đó, đây, nếu mà anh em chơi ngoài trời thì anh em như em nói thì anh em thêm một quả súp nữa, tức là anh em đặt chân như này, đặt như này giúp em. Đấy, đặt như này thì nó chơi ngoài trời thì khá là ok anh em nhé, khá là ok. Đó, thì cứ mỗi một phun thì bên dưới mình để súp thì sử dụng rất là ok. Còn nếu anh em trong gia đình chỉ cần một súp thôi. Đó. Về với dàn máy thì rất là đơn giản, em sử dụng một con mixer cơ nhé, con L10. Con mixer cơ này thì tiếng rất hay, đang nói với tiếng vợt anh em nghe, tiếng vợt là rất là hay đúng không? 6 7 8 9, 6 7 8 9. Ê, đó, thì anh em có thể nghe đấy, tiếng cực kỳ là hay. Và đây là tiếng vợt. Thì ngoài ra thì nó có echo thì anh em có thể nghe. Đây là tiếng echo anh em nhé, đây tiếng vợt hòa cùng với nhau. Đây là vừa echo vừa vợt, nghe rất chuyên nghiệp anh em nhé. Đây là vợt không này, đây là vợt, đây là echo, và đây là cả echo và gì vân. Con này thì rất chuyên nghiệp luôn anh em nhé, cực kỳ chuyên nghiệp. Và bộ mic thì ở đây em sử dụng là bộ mic U898 anh em nhé, U898, một trong những cái bộ mic cao cấp mà sóng của nó tầm 200m luôn anh em nhé, sóng rất tốt và tiếng mic của nó khá là dày dặn. Và không để anh em chờ lâu nữa thì em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe trên chính cái bộ mic và mixer và trên chính cái bộ dàn giá 40 triệu này anh em nhé. Còn như em nói, anh em muốn chơi ngoài trời thì anh em thêm cho em một quả súp nữa, tức là hai súp
hai bên. Đó, thì hiện tại em chỉ dùng một quả súp này thôi. Rồi, mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm những chất âm anh em nhé. Sau về mình đang chỉ sau về mình đang chỉ 1, 2, 5 sau thì rất là hay anh em nhé. Sau về mình đang chỉ 1, 2, 5 sau vì một người đi mãi chắc không quay trở về, một chuyện tình mình anh chia đôi, một người ôm gì vàng người kia ở trốn xa, chúc cho em hạnh phúc bên đời anh, đành tìm vui nơi khác lỡ cho rơi nỗi sầu, được một ngày không được bao lâu, tình bên trên muôn nỗi từng yêu là đã đau, chắc không ai yêu thấu cho lòng tôi. Mình tìm vui nơi khác, lắp cho rơi nỗi sầu, được một ngày không được bao lâu, tình bên trên muôn nỗi, từng yêu là đã đau, chắc không ai yêu thấu cho lòng tôi. Thì anh em có thể thấy vậy, thì với cái cấu hình này, thì anh em có thể chơi tốt trong phòng tầm khoảng độ 30 đến 40 mét vuông anh em nhé. Thì ngoài ra anh em thêm một chiếc súp nữa thì trị giá chỉ có 46.500.000 thôi. Anh em chơi được ngoài trời luôn anh em nhé. Thì với cái bộ này thì cái chất giọng, chất âm của nó chuyên nghiệp anh em nhé. Phải nói là chuyên nghiệp và nó rất là linh động anh em nhé. Thì anh em có thể tham khảo với cấu hình này. Thì mọi tin chi tiết anh em liên hệ với hai số điện thoại bên dưới giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com, bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rất cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em.